nay ngồi nấu nồi cháo trắng. Suy nghĩ lại những chuyện mà ngày qua trên mạng xã hội nó lan truyền á, giống như là những anh chị, những mạnh thường quân, những người mà giúp đỡ những người mà đi đường hoàn cảnh xa, đi về quê xa, như là hết xăng rồi hết lương thực rồi kiệt sức này nọ, giống như là bên Good Food đó. Thì nhóm anh đi tìm được những người mà không còn kinh tế nữa, như không có xe đi đường á, ảnh là cung cấp như là chỗ ở này. Rồi bên ảnh cho quần áo rồi cho thêm số tiền khủng đi về quê, những việc làm là nó hết sức cao cả luôn á, mình chỉ coi thôi mà cũng xúc động. Như cú đấm thép tivi thì anh ta cũng là tặng nước bánh, có khi anh ta cho tiền những người xa. Rồi một bà chị là đi dép lê, mình không nhớ tên, cầm một cọc tiền với 500k tặng mỗi một người 500k về quê. Rồi thêm một người đó là được dân mạng gọi là gì, nữ đại gia đó, với một thùng tiền là mỗi người nhận một tấm. Thì đó là những người tốt, hết sức là xúc động luôn. Nhưng mà không dài cũng coi được những người là làm mình hết sức là mắc cười luôn, giống như là hậu vệ của Yết Kiêu nè, rồi bị công an vượt là nhảy xong lặn một hơi một qua tới bờ bên kia, rồi ma tốc độ bị công an dí chạy qua một hai cái cua gì đó là mất tung mất tích luôn. Rồi thêm một anh chàng đó là có công năng đặc biệt là dắt nguyên chiếc xe đi qua cây cầu khỉ. Rồi có một bà chị còn tiếu hơn nữa là bao cao su là thực phẩm thiết yếu nhiều nhiều lắm. Qua cái đợt này là Việt Nam mình đó xuất hiện những người có công năng đặc dị nè, như là giống như mình coi như Superman hay là Iron Man rồi đó, những người có khả năng dịch chuyển tức thời, thay đổi cách nhìn. Nói chung là người dân mình khổ lắm, không ai đi đâu được, cũng chẳng ai làm gì được kinh tế đâu, không mua bán được. Chỉ ngồi ở nhà thôi, mình lên mình coi mình thấy cái cảnh hết sức là khó chịu, mà thì mình cũng không giúp được gì, mình chỉ coi thì mình bình luận, mình chia sẻ bình luận mình thôi. Mình coi mình thích những người đó làm những cái việc hết sức cao cả. Thời buổi bây giờ mà mỗi một người giúp người khác chỉ một lon gạo thôi, cái nghĩa cử nó cao đẹp cực kỳ luôn, mà tốt lắm. Bình thường có thấy ai mượn gạo ai đâu, cơm ai nấy ăn, rồi tiền ai nấy xài. Nhưng mà đụng chị như vậy đó mới biết người Việt Nam quý nhau lắm, chia sẻ tất cả những gì mà họ có, họ không có quan trọng sang hèn hay gì chứ, họ có gì là họ cho cái đó. Có những chỗ cho rau cho này kia, những món đồ không đồng gì đó. Giờ thì bữa nay mình cũng ăn cháo trắng, không còn tiền để ăn, còn một nồi cá khô quẹt sẵn à, chỉ việc đợi cháo chín rồi nhặt xuống. Cảnh quê dễ chịu lắm nha, chiều như gì là ngồi bên bếp lửa nó ấm lắm, ngó ra sao đồng thì lúa đồng lúa bát ngát, lúa chín vàng chưa, cảnh dễ chịu lắm, mát mẻ. Để anh xem nồi cháo ra, lo ngồi nói một hồi cái nó dính đít bị chữ luôn. Để cháo dính đít là con cọp cái mà nó nhai ghê lắm à, lầm bầm, phụ nữ mà lầm bầm khó chịu lắm. Cá khô khô béo nè, cá này chưa đi tát mấy cái vũng ở trong ruộng á, lúa chín xả nước bỏ rồi nó không có thoát đi được á, kẹt lại mấy cái vũng á, hốt mới vô là nó khô quéo. Để mình nấu cháo trắng ăn ngon lắm mà, giải cái khô vô thêm trầu thứ gì chịu nổi. Rồi, bỏ cho nồi cháo nó tự sôi, mớ cào nó dùm ra đây mình quay cảnh mình chơi nha, đồng lúa bắt ngát luôn. Nó xa xa chỗ đó là chỗ mình bắt cá hồi trưa đó, nó thành cái chảo cá của vẹt chịu quay mình lắm đó nha.
trong cuộc sống quê dễ chịu lắm. Nhiều người thì phải đi tha phương, đi thành phố hay Bình Dương làm công ty này nọ. Nhưng riêng mình thì mình chọn cách ở quê. Ở đây thì việc làm mình cũng nói chung là không, nghe mùa dịch này cũng ổn định, mà thu nhập thì nó không cao. Ở quê thì nó là gì? Nhưng mà đánh đổi lên cái là mình được gần nhà. Còn như anh em tha phương, lương thì nó cao hơn mình thiệt. Nhưng mà nó có sống với cái nỗi niềm nhớ nhà, mình đã từng đi rồi, chịu không nổi. Cứ được 5-7 ngày là lòng dạ mình cứ chọt dạ hoài, phải giá nào cũng về, bỏ tiền làm gì cũng phải về, cho nên mình không đi nữa. Quyết định mình làm ở quê cũng lâu rồi. Từ lúc mà mình học được cái nghề điện nước âm tường tới giờ là mình chọn sống ở quê luôn, không có đi làm đâu nữa. Đi xa gặp cảnh nhiều khi nó chán lắm. Chào chín rồi nha mọi người. Cá kho cũng chín rồi đó, nghe không? Ai ăn thì đưa tô qua kênh của Tình nha, Tình múc cho mỗi người tô nha. Ngon quá. Mọi người xem kênh của Tình, có yêu mến kênh Tình thì đăng ký kênh, và chia sẻ kênh giúp Tình mà để Tình có thêm động lực Tình làm. Bữa nay là chỉ quay gì thôi chứ không có ngồi ăn. Tại vì chịu thấy mấy anh công an đi quá đông. Nhà Tình thì ngồi bên hẻm. Tình luôn ngồi bên hẻm này. Đó. Giờ tới mới được. Mấy ảnh chạy ngang cái tưởng nó mình tổ chức nhậu nhạc đồ này nọ. Mấy ảnh vô cái đó thì mệt lắm. Khó mà giải thích được. Đó. Xong nha. Ai ăn thì đưa tô qua kênh của mình nha. Mình múc mỗi người một tô nha. Rồi, chúc mọi người ngon miệng luôn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh nha.